nghệ sĩ hài Trung Lùng, thời sinh viên nghèo khó và những kỷ niệm không bao giờ quên. Nam diễn viên, đạo diễn Trung Lùng được khán giả biết đến qua loạt series phim ca nhạc hài Trọn đời bên em của Lý Hải. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim mới nhất anh thực hiện là Gia đình là số 1. Trung tuy không được xếp vào hàng sao đình đám của showbiz, nhưng cái tên anh rất được anh em nghệ sĩ và người hâm mộ quý mến. Và cũng như những nghệ sĩ cùng thời, anh khởi nghiệp với những tháng ngày nghèo khổ, phải bán bánh bò và chạy xe ôm để kiếm tiền đi học. Mẹ mất sớm, vừa đi học vừa bán bánh bò. Trung Lùng, tên thật là Nguyễn Nhật Trung, sinh ra và lớn lên ở miền quê vùng biển. Nhà có 7 anh em và anh là con thứ tư. Mẹ anh mất năm 35 tuổi vì bệnh tim và ung thư gan. Năm ấy, Nhật Trung 12 tuổi và đứa em nhỏ nhất mới 4 tuổi. Ba anh là tài xế cho đoàn hát nên rất ít có thời gian ở nhà. 7 anh em đều do một tay bà nội nuôi nấng. Ông nội anh là nghệ sĩ hát bội, cũng đi diễn quanh năm. Trung Lùng kể, từ ngày mẹ mất, bà nội là người cực khổ với anh em tôi nhất. Hồi đó, nhà ai cũng nghèo, gia đình tôi còn khó hơn. Hàng ngày đi học về, mấy anh em tôi tranh thủ đi bán bánh bò kiếm tiền phụ ba và bà nội. Mấy anh em tự làm bánh rồi chia ra mỗi đứa một túi, mỗi đứa đi mỗi hướng trong xóm, bán chừng nào hết thì về. Phải tới khi anh hai tôi đi làm có tiền, anh quay về nuôi ngược đám em thì cuộc sống của cả nhà mới bớt cực. Ngày chạy xe ôm, tối đi diễn lót, cách xê 7.000 đồng. Nhật Trung học trường sân khấu nghệ thuật 2 khóa năm 1991-1995, tốt nghiệp ra trường, tưởng có cái nghề kiếm cơm nhưng cơ hội cũng mịt mờ trước mắt. Cũng như bao bạn bè khác, anh lông bông một thời gian dài để lấp đầy cái bụng đói. Anh tận dụng chiếc xe máy cà tàng làm nghề chạy xe ôm. Ban ngày anh chạy xe ôm, tối đi diễn lót cho các nhóm hài Nhật Cường, Hữu Phước, Phương Bình, cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Theo lời kể của Trung Lùng, anh học khóa dưới Nhật Cường, Hoàng Sơn, Phước Sang. Hồi còn mài đít trên ghế nhà trường, thỉnh thoảng cảnh đàn anh cũng tới lớp xem đàn em diễn. Họ rất khoái anh chàng nhỏ con, đen đúa, người Bình Định này. Đó là cơ duyên để sau này mỗi lần bị thiếu người tấu hài, họ lại gọi anh đi diễn lót. Cát xê một show diễn của Trung Lùng khi ấy là 7.000 đồng. Anh chia sẻ rằng nhớ mãi cái lần đi diễn với anh Nhật Cường. Tối đó diễn hai show được 14.000 đồng. Trên đường về, đèn xe máy của anh bị hư, Trung Lùng bị công an bắt, phải nộp phạt. Vậy là cả tối chạy như vịt, anh chỉ cầm được 4.000 đồng về nhà. Cuộc sống ấy kéo dài một năm rưỡi. Sau này, đạo diễn Công Ninh kêu anh về làm trợ giảng lớp diễn viên, vì thế mà anh quen Thái Hòa, Đức Thịnh, Long Đẹp Trai. Cũng chính đạo diễn Công Ninh giới thiệu anh về đoàn kịch trẻ. Lúc ấy, đoàn mỗi tháng diễn một suất, phục vụ ở mấy quận huyện vùng ven. Có một vở cứ tập đi tập lại mãi. Chán cảnh nằm ăn không lương, anh tự quyết định cho mình bay nhảy. Sau một thời gian diễn lót, Trung Lùng cũng được diễn chính. Anh từng tham gia nhóm hài tuổi đôi mươi của Nhật Cường, Hoàng Sơn, Phương Bình và ba chú nhóc của Thái Hòa, Đức Thịnh với vai trò trưởng nhóm. Khi ba chú nhóc tan rã, anh lập nhóm hài Nhật Trung. Anh xuất thân là diễn viên, khi có nhiều tiểu phẩm hài ấn tượng trong lòng khán giả thì anh lại chuyển sang làm đạo diễn. Anh bén duyên đạo diễn khi hợp tác làm clip ca nhạc Trọn đời bên em cho Lý Hải. Thấy Trung Lùng được quá nên nghệ sĩ Hoài Linh, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Tấn Beo, Việt Hương mời anh làm đạo diễn nhiều video hài. Làm đạo diễn 6-7 năm, Trung mới đăng ký lớp học đạo diễn. Mới học được gần 2 năm thì nghệ sĩ Phước Sang mời anh làm đạo diễn phim truyền hình. Công việc bận quá, anh bỏ ngang không học tiếp. Bộ phim mới nhất anh thực hiện là Gia đình là số 1. Học trò ruột của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh và những kỷ niệm đáng nhớ. Nhật Trung là lứa học trò đầu tiên của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh ở trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Người trong nghề ai cũng biết anh là học trò ruột của nghệ sĩ Công Ninh. Vì là trò ruột nên tất nhiên anh có nhiều bí mật với thầy. Kể về kỷ niệm với thầy, Trung Lùng bảo khoảng năm 1991-2000, sinh viên nào ở trường nghệ thuật sân khấu 2 cũng biết một nhân vật, đó là bà Chín bán cơm. Hồi đó, sinh viên ai cũng nghèo, bà Chín là người chuyên bán thiếu cho sinh viên. Trung nói, bà Chín là người nuôi rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ, từ anh Hữu Châu, Nhật Cường, Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, Phước Sang và cả thầy Công Ninh. Sinh viên nam ở trường nghệ thuật sân khấu 2, không ai chưa từng ăn cơm thiếu của bà. Bà Chín là nhân vật huyền thoại ở trường nghệ thuật sân khấu 2. Bà Chín rất thương sinh viên, nhưng mắc cái tính hay chửi.
Hồi đó Trung Lùng học năm nhất, đang giờ trả bài của thầy Công Ninh thì bà Chín hùng hổ đi vào. Bà Chín đứng trước cửa lớp chống nạnh chửi: "Giờ sao, tụi bay có trả tiền cơm tao không? Trung Lùng, Quốc Nam, tụi bay không trả, lấy tiền đâu tao nấm cơm tiếp." Cả lớp cười ầm ầm. Trung Lùng nói: "Đang diễn, để từ từ nói." Bà Chín hét: "Trả tiền đi rồi diễn." Thầy Công Ninh nghe thế cười khàn khàn. Bà Chín quay ra bảo: "Ông cười cái gì ông Ninh, ông trả tiền luôn cho tôi đi." Thì ra thầy Công Ninh cũng thiếu. Cả lớp được phen cười rộ lên. Bà Chín cũng cười, rồi đi qua lớp khác đòi tiền cơm tiếp. Đòi thì đòi, mà chưa bao giờ bà lấy được nợ. Có lần Trung cũng ăn cơm sườn, ăn xong anh bỏ chạy. Bà Chín dí dao đuổi vòng vòng quanh trường. Trung Lùng bảo bà Chín dễ thương lắm, không có bà Chín có lẽ nhiều người không còn sức theo nghề để mà nổi tiếng. Hồi đó ai cũng nghèo, bà Chín cứ cho sinh viên ăn thiếu hoài, có người thiếu cả học kỳ, cả năm sau mới trả. Hồi anh mới ra trường, chưa có việc làm, chính nghệ sĩ ưu tú Công Ninh là người kêu anh về làm trợ giảng khóa Thái Hòa, Long Đẹp Trai, và cũng chính thầy là người giới thiệu cho Trung Lùng về đoàn kịch trẻ thành phố. Sau này anh có chút danh tiếng, bén duyên làm đạo diễn. Hai thầy trò cũng nhiều lần hợp tác với nhau trên phim trường. Từ đây nhiều câu chuyện hài hước đã diễn ra. Trung Lùng cười rồi kể: "Hồi học trong trường, thầy chỉ đạo diễn xuất cho Trung. Lúc đó thầy hay chửi: mày diễn như thế là không tinh tế. Sau này Trung ra nghề làm đạo diễn, Trung chỉ lại diễn xuất cho thầy. Lần đó Trung làm đạo diễn phim Oan Gia Khó Tránh, thầy nên tham gia một vai. Lúc quay Trung ghẹo: thầy diễn như thế là không tinh tế. Mọi người há miệng nhìn Trung rồi nói: Trung Lùng ngon quá ha, nó dám chỉ diễn xuất cho cả thầy nó. Nhưng chỉ có thầy Công Ninh mới hiểu. Hai thầy trò Trung cười sằng sặc. Thân nhau là thế, nhưng cách đây khoảng 10 năm, thầy trò Trung Lùng, Công Ninh cũng có lần bất hòa tới mức không nhìn mặt nhau. Số là Công Ninh ngày xưa có rất nhiều vai để đời, trong đó có Mẹ Con Đậu Đũa. Khi phim truyền hình lên ngôi, ông không kén vai, kén kịch bản như trước, hầu như phim nào cũng nhận. Điều này khiến Trung Lùng không vui. Hai thầy trò hẹn nhau trước sân khấu Nụ Cười Mới. Trung nói với thầy: con không thích thầy đóng những phim đó chút nào. Công Ninh bảo: mày phải hiểu cho thầy, bao năm nay thầy được gì, thầy vẫn ở nhà thuê, thầy còn phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình nữa. Trung Lùng nói: con nghĩ kiếm tiền có nhiều cách, nhưng đó không phải là cách hay đâu thầy ơi. Sau này thì Trung bảo: lúc đó tôi giận thầy, nhưng sau này tôi nghĩ thầy đúng. Sau một năm ấy, hai thầy trò vẫn thân thiết như xưa. Trung hay chọc thầy trên Facebook, còn thầy chỉ cười trừ. 20 tháng 11 năm nào, Trung cũng biếu thầy cây thuốc. Thầy nói với mọi người là Trung Lùng muốn tôi chết sớm nên nó tặng thuốc để tôi chết đây mà. Thỉnh thoảng, thầy có chuyện gì buồn buồn, vẫn gọi Trung ra uống cà phê nói chuyện. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Tôi đang thất nghiệp. Nghệ sĩ Trung Lùng đã nói như thế về cuộc sống hiện tại của mình. Anh bảo: nói thật với bạn, cỡ như tôi cũng đang thất nghiệp và ở nhà thuê. Tôi vốn làm đạo diễn phim truyền hình, nhưng từ khi phim truyền hình không còn khán giả thì tôi thất nghiệp là bình thường. Một bộ phim truyền hình sẽ tạo việc làm cho gần 400 con người, từ đạo diễn, phó đạo diễn, thư ký, tác giả kịch bản, diễn viên chính, diễn viên phụ, diễn viên quần chúng. Bây giờ khán giả không xem phim thì đương nhiên gần 400 con người đó sẽ thất nghiệp. Một số nghệ sĩ phải bỏ nghề hoặc vừa làm nghề vừa kinh doanh lĩnh vực khác. Ngày xưa tôi tẩu hài một đêm, đủ tiêu 3 ngày chợ và cà phê, làm một phim sống nửa năm, còn bây giờ một tháng chỉ làm có 2-3 ngày. Hiện tại, Trung Lùng làm đạo diễn cho các clip hài nhỏ trên YouTube, diễn viên kịch ở sân khấu Nụ Cười Mới. Ngoài ra, anh cũng ấp ủ kế hoạch nhắm vào thị trường phim rạp. Tuy không được nổi tiếng bằng bạn bè, nhưng anh được nhiều người yêu quý bởi bản tính hiền lành, thật thà. Khi được hỏi về thu nhập, anh bảo không tiết lộ được con số chính xác, nhưng nó tạm đủ cho những chi phí trong gia đình. Chuyện tình với người vợ xinh đẹp kém 12 tuổi. Nhật Trung có cô vợ trẻ đẹp kém chồng 12 tuổi. Theo lời kể của anh, vợ anh là một người giỏi giang, đúng nghĩa một người vợ cho gia đình. Hồi xưa anh thuê trọ gần nhà chị. Trước nhà vợ anh có quán cà phê cóc, sáng nào Trung cũng ngồi đó. Nhìn qua bên đường thấy một cô gái trắng trẻo, cao ráo quét dọn nhà cửa. Anh lân la dò hỏi bà bán cà phê. Rồi có ngày chị qua mua cà phê, Trung tình nguyện trả tiền. Hồi đó anh đóng một vai nhỏ trong hài kịch Trong Nhà Ngoài Phố, nên ba chị ấy nhận ra anh là diễn viên và mời qua nhà chơi.
vợ anh có một đám bạn chơi trong xóm, họ biết anh, cả đám rủ nhau đi chơi, uống nước. Mỗi lần như thế, Trung Lùng chủ động chở chị. Lúc đầu đi chung, sau hai người đánh lẻ. Một năm sau thì anh làm đám cưới với chị. Vợ anh là người rất đảm đang. Hồi Trung Lùng đắc xô, anh đi hoài nên chị làm tất cả mọi chuyện một mình. Ngay cả khi mang bầu, vẫn phải lo việc nội trợ trong nhà, đưa đón con đi học. Gần ngày sanh cũng vậy, nội trợ trong nhà do một tay vợ anh lo hết. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.